hoặc có kẻ phạm chí lợi căn, tìm thật tướng các pháp, không chán, giả, bệnh chết, đóng các thứ pháp tướng. Phật vì hạng ấy nên nói pháp không, đó là đối với tên ni phạm chí, Phật không nói năm uẩn tức là thật, cũng không nói lìa năm uẩn là thật. Lại đối với phạm chí cưỡng luận, Phật đáp, trong pháp ta không thọ nhận có và không, cớ sao ông luận có và không, ấy là hí luận pháp, chỗ sanh ra kiết sử. Lại, kinh Đại Không trong Tạp A Hàm nói, hai thứ không là chúng sanh không và pháp không. Trong kinh La Đà nói, sắc uẩn phá, liệt, phân tán, làm cho không có gì. Trong kinh Phiệt Dụ nói, pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp. Trong kinh Ba La Diên, kinh Lợi Chúng nói, người trí đối với hết thảy pháp không lãnh thọ, không chấp trước. Nếu không lãnh thọ, chấp trước pháp, thời sanh hí luận. Nếu không nương tựa, thời không có luận gì. Các thánh nhân đắc đạo đối với các pháp không lấy không bỏ. Nếu không lấy bỏ, thì có thể lìa hết các kiến chấp. Như vậy, trong Tam Tạng nơi nói pháp không, ấy gọi là hết thảy pháp không. 15 bất khả đắc không. Có người nói trong năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, ngã và thường là không thể có được, cho nên gọi là bất khả đắc không. Có người nói trong các nhân duyên cầu thật pháp không thể có được, như trong năm ngón tay, tìm nắm tay không thể có được, cho nên gọi là bất khả đắc không. Có người nói hết thảy pháp và nhân duyên rốt ráo không thể có được, cho nên gọi là bất khả đắc không. Hỏi, cớ sao gọi là bất khả đắc không? Vì trí lực kém nên không thể có được, hay vì thật không nên không thể có được? Đáp, các pháp thật không cho nên không thể có được, chẳng phải do trí lực kém. Hỏi, nếu như vậy, với rốt ráo không, tự tướng không, không khác, sau nay còn nói lại bất khả đắc không? Đáp, nếu người nghe nói các không trên là hoàn toàn không có, trong lòng sợ sệt nghi hoặc, nay nói lý do không là vì tìm không thể có được, để dứt chỗ nghi sợ cho họ, nên Phật dạy bất khả đắc không. Vì cớ sao? Vì Phật dạy ta từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật, và mười phương Phật đối với trong hết thảy pháp tìm thật tánh không thể có được, ấy gọi là bất khả đắc không. Hỏi, việc ấy bất khả đắc? Đáp, hết thảy pháp cho đến vô dư niết bàn không thể có được, cho nên gọi là bất khả đắc không. Lại nữa, hành giả ngộ được bất khả đắc không ấy, thời không đắc ba độc, bốn dòng, bốn trói, năm triền cái, sáu ái, bảy sử, tám tà, chín kiết, mười ác, các tệ ác cấu nhiễm trói buộc đều không thể có được, nên gọi là bất khả đắc không. Hỏi, nếu như vậy, tu hành bất khả đắc không, thời đắc pháp gì? Đáp, đắc giới, định tuệ, đắc bốn quả sa môn, năm căn, năm chúng vô học, năm uẩn vô lậu, sáu xả pháp, bảy giác chi, tám thánh đạo phần, chín thứ đệ định, mười pháp vô học, bậc vô học A-la-hán thành tựu mười pháp vô học: vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh giải thoát, vô học chánh trí. Như vậy là được pháp thanh văn. Nếu có được bát nhã ba la mật, thời đầy đủ sáu ba la mật và công đức mười địa. Hỏi, trên kia nói hết thảy pháp cho đến niết bàn là không thể có được, sau này nói được giới định tuệ cho đến công đức mười địa? Đáp, pháp ấy tuy được đều đưa tới bất khả đắc không. Vì không lãnh thọ chấp trước ấy gọi là bất khả đắc. Vì là pháp vô vi nên gọi là bất khả đắc. Vì là thánh đế nên gọi là bất khả đắc. Vì là đệ nhất nghĩa đế nên gọi là bất khả đắc. Thánh nhân tuy được các công đức vì vào vô dư niết bàn nên không cho là được, còn phàm phu thì cho là được lớn, như con sư tử, tuy có làm không tự cho là lạ, các loài khác thấy cho là hy hữu. Thánh nhân tuy có đắc mà không cho là được, ấy gọi là bất khả đắc không. 16, 17, 18, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Vô pháp không là có người nói vô pháp tức là pháp đã diệt, pháp diệt ấy là không nên gọi là vô pháp không. Hữu pháp không là các pháp nhân duyên hòa hợp sanh cho nên có pháp, hữu pháp ấy không có nên gọi là hữu pháp không. Vô pháp hữu pháp không là tìm tướng vô pháp hữu pháp không thể có được, ấy là vô pháp hữu pháp không. Lại nữa, quán vô pháp hữu pháp không cho nên gọi là vô pháp hữu pháp không. Lại nữa, hành giả quán các pháp sanh diệt hoặc hữu môn hoặc vô môn, đối sanh môn thì sanh mừng, đối diệt môn thì sanh lo.
Hành giả quán pháp sanh không, thời diệt tâm mừng. Quán pháp diệt không, thời diệt tâm lo. Vì cớ sao? Vì sanh không được gì, diệt không mất gì. Vì để trừ thế gian tham ưu nên gọi là vô pháp hữu pháp không. Lại nữa, trong 18 không, ba phẩm không đầu phá hết thảy pháp, ba phẩm không sau cũng phá hết thảy pháp. Hữu pháp không phá hết thảy pháp khi sanh khi trụ, vô pháp không phá hết thảy pháp thì diệt. Vô pháp hữu pháp không phá chung cả sanh diệt một lúc. Lại nữa, có người nói pháp quá khứ vị lai không, ấy gọi là vô pháp không. Pháp hiện tại và pháp vô vi không, ấy gọi là hữu pháp không. Vì cớ sao? Vì pháp quá khứ diệt mất, biến dị quy về không. Pháp vị lai nhân duyên chưa hòa hợp, chưa sanh chưa có, chưa xuất chưa khởi, vì vậy nên gọi là vô pháp. Quán biết pháp hiện tại và pháp vô vi hiện có, ấy là hữu pháp. Cả hai pháp đó đều không, nên gọi là vô pháp hữu pháp không. Lại nữa, có người nói pháp vô vi không sanh trụ diệt, ấy gọi là vô pháp. Pháp hữu vi có sanh trụ diệt, ấy gọi là hữu pháp. Các không như vậy gọi là vô pháp hữu pháp không. Ấy là Bồ Tát muốn an trụ nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, nên học Bát Nhã Ba La Mật. Hết cuốn 31 theo bản Hán.